Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có thêm một người tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở tỉnh này. Đó là một phụ nữ 30 tuổi là công nhân công ty giày Kim Việt bị phản ứng sau khi tiêm vaccine Verocell. Chị là người thứ 3 tử vong sau khi tiêm vaccine tại huyện Nông Cống vào hôm ngày 23 tháng 11. Sau khi 400 công nhân công ty giày Kim Việt được tiêm vaccine Verocell, cơ quan y tế ghi nhận hơn 30 người đã xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó có 5 người bị nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ. Họ được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống và lực lượng phản ứng nhanh ngành y tế cấp cứu tại chỗ. Sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cùng nhiều công nhân có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên đến sáng ngày 24 tháng 11, sau nhiều giờ cấp cứu, hai công nhân 29 và 30 tuổi đã tử vong. Người thứ ba tử vong vào chiều cùng ngày. Theo lãnh đạo huyện Nông Cống, những người có dấu hiệu bất thường sau khi tiêm đều trong nhóm tuổi từ 25 đến 30 tuổi và hầu hết là phụ nữ. Hiện còn 9 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một trường hợp đã tiên lượng nặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đã có quyết định giao Bệnh viện Bạch Mai cử đội cấp cứu chi viện cho Sở Y tế Thanh Hóa kịp thời cấp cứu người bị tai biến sau khi tiêm vaccine vừa xảy ra tại tỉnh này. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 và phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022. Đây là lần thứ 34 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay với đề tài Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19 được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Ban tổ chức cũng đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh ở 63 tỉnh thành phố tham gia. Bức thư đạt giải nhất quốc gia năm nay thuộc về em Đào Anh Thư, lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nội dung bức thư gửi cho em bé gái được sinh ra khi mẹ đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để nói lên những khó khăn vất vả của các y bác sĩ và tự hào về sự đóng góp của họ trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam. Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho người dân thành phố. Tổng kinh phí năm nay là khoảng 870 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so với năm ngoái do ảnh hưởng của dịch, nhiều hộ tái nghèo. Cụ thể là 45.000 hộ nghèo, tăng 26.300 hộ so với năm trước, được đề xuất nhận phần quà trị giá 1,25 triệu đồng mỗi hộ. Mỗi phần quà 1,15 triệu đồng sẽ trao cho 155.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi. Hơn 144.100 cán bộ, công chức, thành phố, quận, huyện, phường, xã sẽ nhận quà 1,5 triệu đồng mỗi người. Hơn 307.300 người có công, hưu trí, tai nạn, lao động được tặng quà trị giá 1,3 triệu đồng mỗi trường hợp. Thành phố cũng tặng mỗi phần quà trị giá 1,7 triệu đồng cho hơn 1.100 thương bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên. Hơn 400 cán bộ, lão thành, cách mạng, nhân sĩ trí thức, mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, thương binh nặng được đề xuất phần quà trị giá 3,1 triệu đồng một suất. Thưa quý vị, sau chuyến tham quan trọn gói khép kín theo chương trình hộ chiếu vaccine, cơ bản du khách đến Quảng Nam mong muốn tiếp tục được quay lại du lịch tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, hai đoàn khách quốc tế đầu tiên với 159 người đến tỉnh này từ ngày hôm 17 tháng 11 đã kết thúc chuyến du lịch trọn gói 7 ngày 7 đêm. Chuyến đón khách đầu tiên này thuận lợi, đặc biệt là không có ca mắc COVID-19 nào trong đoàn khách. Cơ bản, du khách phản hồi rất tích cực, vui vẻ, hài lòng với công tác tiếp đón, tổ chức, mọi thứ suôn sẻ, họ hài lòng với các dịch vụ và trải nghiệm. Các đoàn khách sau khi kết thúc sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất quay về nước, nhóm 2 tiếp tục tham gia các chương trình du lịch trọn gói khép kín tại tỉnh, còn lại thì thăm người thân tại các địa phương. Sau chuyến du lịch này thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục tổ chức đón các đoàn khách quốc tế thời gian tới và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam cũng tiếp tục thẩm định, trình tỉnh phê duyệt thêm một số công ty lữ hành quốc tế có đủ điều kiện tham gia các chương trình cung cấp tour du lịch và tham gia đón khách quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 11, VN Index cũng đã vượt ngưỡng 1.500 điểm, xác lập kỷ lục mới. Theo đó, VN Index đóng cửa phiên sáng với mức 1.502,15 điểm, tăng hơn 13 điểm so với tham chiếu và tăng 36% so với đầu năm. VN30 Index cũng có thêm hơn 9 điểm, 0,58% lên trên 1.574 điểm. Đã tăng được nối dài của nhóm ngân hàng cùng sự trở lại của các cổ phiếu bất động sản giúp cho sắc xanh chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Sàn HOSE cũng ghi nhận 266 mã tăng trong phiên sáng nay so với 187 mã giảm.
Riêng nhóm VN30, sắc xanh cũng chiếm ưu thế với 19 trên 30 mã blue chip tăng giá. Thưa quý vị, chính phủ quần đảo Solomon cũng đã ban hành lệnh giới nghiêm 36 tiếng đối với thủ đô Honiara nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực sau khi một nhóm người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội, đốt phá đồn cảnh sát và nhiều tòa nhà khác. Lệnh phong tỏa kèm theo các biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt được áp dụng từ tối ngày hôm qua và có hiệu lực đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 11. Trước đó trong ngày hôm qua, theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, một đám đông đã xông vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội và đốt cháy một căn nhà. Ngoài ra, một phần của trụ sở cảnh sát cũng đã bị thiêu rụi và nạn cướp phá cũng đã diễn ra trong khu phố của người Hoa, gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp. Cảnh sát đã bác bỏ mục đích của cuộc biểu tình là nhằm lật đổ Thủ tướng Manase Sogavare và cho biết tình hình cũng sẽ được kiểm soát. Công tác điều tra cũng đang được tiến hành. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran đó là Hossein Amir Abdollahian vào ngày 24 tháng 11 cũng đã công bố kết quả cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đó là Rafael Grossi, trong đó khẳng định việc đạt được một thỏa thuận là có thể và hai bên sẽ sớm xúc tiến một cuộc gặp khác. Tuy nhiên, về phần mình, Tổng Giám đốc của IAEA cũng đánh giá các cuộc đàm phán của ông với giới chức Iran trong tuần này chưa mang lại kết quả khi hai bên chưa đạt được sự đồng thuận về việc giám sát chương trình nguyên tử của nước này. Phản ứng về kết quả chuyến công tác của IAEA tới Iran, phía Mỹ cũng nhận định việc hai bên chưa đạt được thỏa thuận là tín hiệu xấu trong bối cảnh các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân sẽ được nối lại trong tuần tới tại Viên Áo. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Hoạt động chung của Iraq vào ngày 24 tháng 11 tuyên bố các lực lượng chiến đấu của nước ngoài sẽ rời khỏi nước này trong vòng 15 ngày tới, trừ một số cố vấn sẽ ở lại để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Iraq. Theo giới chức của Iraq, việc chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại nước này phù hợp với kế hoạch đề ra và sẽ không cho phép đồn trú bất cứ căn cứ quân sự nào của nước ngoài, trừ sự hiện diện có hạn chế tại căn cứ không quân ở Ayn al-Assad của tỉnh Anbar, phía tây thủ đô Baghdad. Trước đó vào hồi tháng 7 năm nay, Mỹ và Iraq cũng đã tổ chức phiên đối thoại chiến lược, trong đó hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm 2021 sau hơn 18 năm Mỹ triển khai quân đội tại quốc gia Trung Đông này. Thưa quý vị, trong 24 giờ vừa qua, Đức ghi nhận 70.535 ca mắc mới, mức cao nhất trong ngày từ trước đến nay và tăng hơn 6.000 ca so với mức cao nhất ghi nhận một tuần trước đó. Trong bối cảnh số ca mắc mới liên tục tăng mạnh trên cả nước, đặc biệt là các bang phía Đông và Nam, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng kêu gọi áp đặt phong tỏa với tất cả mọi người trên toàn quốc cho tới ngày 8 tháng 12 tới đây. Lời kêu gọi được bà Merkel đưa ra trong cuộc thảo luận về các biện pháp phòng dịch với lãnh đạo ba đảng đàm phán thành lập chính phủ mới ở Đức. Bà Merkel cũng cảnh báo tình hình dịch bệnh hiện nay ở Đức đang vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, thì Phó Thủ tướng Đức đó là Olaf Scholz, người sắp kế nhiệm bà Merkel, đứng đầu chính phủ Đức để ngỏ khả năng tiến hành thảo luận về việc tiêm chủng bắt buộc trên nguyên tắc ở Đức. Thưa quý vị, theo dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố vào ngày 24 tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 52 năm qua và hoạt động mua sắm của người dân đang tăng trở lại trước kỳ nghỉ lễ. Đây là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc phục hồi nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng vọt vì đại dịch COVID-19. Dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính theo tuần giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969. Đây được xem là cột mốc quan trọng trên thị trường lao động của nước này. Trong một phát biểu, Tổng thống Biden cũng đánh giá cao dữ liệu việc làm mới và coi đây là dấu hiệu của một đợt hồi phục về việc làm mang tính lịch sử và người dân Mỹ đang đi làm trở lại và gia tăng thu nhập. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.